Rồi, xin chào cả nhà nha. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 26 phút giờ Việt Nam, 19 giờ 26 phút ấy. Chúng ta còn có hơn 3 phút nữa là sẽ có thông tin về GDP final quý 1 của Mỹ. Và thông tin ngày hôm nay nữa là lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần này. Về GDP thì đang dự báo là 1.4%. Tức là nhiều hơn lần công bố của tháng trước 0.1%, tháng trước chỉ có 1.3% thôi. Lượng đơn trợ cấp thất nghiệp thì dự báo từ 238.000 đơn giảm xuống còn 236.000 đơn. Như vậy dự báo là có vẻ như thị trường đang tập trung cho cái chiều hướng là tốt lên cho USD. Và 9 giờ tối chúng ta còn có doanh số nhà chờ bán từ âm 7.7 đến 0.6%. Nhưng mình đánh giá rằng là hôm nay là thị trường sẽ tập trung vào tin GDP này nhiều hơn. GDP này nhiều hơn và đặc biệt tháng 7 thị trường sẽ rất chờ tin GDP, bởi vì đấy là GDP quý 2 được công bố lần đầu tiên. Thế thì mình đang có cảm giác rằng là rất có khả năng là thị trường sẽ đã có kỳ vọng về GDP tăng trưởng của quý 1 và quý 2 rồi. Thế nên là đối với mình, chỉ số DXY vẫn đang trên đường tăng trưởng, vẫn đang trong một cái pha tăng trưởng, cái đà tăng của DXY trong suốt hơn nửa tháng này, 15 ngày giao dịch, 15-16 ngày giao dịch ta đo xem nhé các bạn. Đấy, 14 ngày giao dịch. Như vậy là 3 tuần giao dịch rồi đấy. Mỗi tuần 5 ngày thì là 3 tuần rồi, thì cho thấy rằng là thị trường vẫn đang kỳ vọng vào một cái đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, hoặc là kỳ vọng vào một cái số liệu cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ đang ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho một đà tăng trưởng trong giai đoạn tới. Nên là chúng ta thấy là đô thì tăng, và chúng ta thấy là S&P 500 giai đoạn bây giờ chúng ta thấy tăng, đúng không ạ? Chưa có dấu hiệu giảm. Tương tự như vậy là US 100 cũng vậy, ngay cả US 30, chỉ số Dow Jones thì chúng ta thấy là gì? Chỉ số Dow Jones thì chúng ta thấy là vẫn đang gì? Có dấu hiệu giống phân phối hơn, nhưng mà chưa thực sự rõ ràng, tức là vẫn đang giữ ở mức giá trị cao. Điều này củng cố cho mình thêm rằng là thị trường đang kỳ vọng vào một nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được ổn định. Tất nhiên là xét ở góc độ lạm phát thì chúng ta chưa có điều đấy rồi. Xét ở góc độ lạm phát thì chúng ta chưa có điều đấy. Đó, vì lạm phát vẫn đang là 3.4%. Chưa có ổn định được 0.41 41 giây. Đấy, thì xem chúng ta xem là số liệu sẽ là như thế nào. Tất nhiên là giá sẽ chạy trước, bởi vì trên Forex Factory này thì thông thường là nó chưa update được ngay cái số liệu đâu. Chúng ta nhìn vào giá trước nha các bạn. 2322. Và nếu như kỳ này mình đánh giá là GDP mà khoảng 1.92% thì đô sẽ tăng rất mạnh, tạo tiền đề cho kỳ sau nữa. Tháng 7 nó sẽ khá là thuận lợi cho các xu hướng giao dịch mà mình đánh giá, tức là giao dịch sẽ dễ hơn. 5432, chúng ta cùng xem giá nhé. Xem giá vàng đi. Xem giá vàng. 20 phút. Tăng rồi. Ôi, như vậy có khi là GDP. Nếu nó tăng như này có lẽ là GDP giảm. Xem có số liệu chưa. Pending. Một số liệu xấu. 233 tốt. 233 lượng đơn trợ cấp thất nghiệp, có lẽ thông tin này nó 1.1 hay 1.2. Cái số là 1.4. Như vậy là chưa chắc nha bạn. Nếu vậy thì chúng ta phải xem nha. Các số liệu ở đây xấu à?
Ôi, nếu vậy thì chúng ta phải xem xét cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đấy, cẩn thận. Những ai mà mua vàng là cẩn thận. Mình vẫn tin vào một cái đà tăng của DXY. Đấy, GUEU tăng rồi. Tăng cả ngày hôm nay 0.25. Như thế thì chưa chắc nha, cả GUEU bây giờ với số liệu này thì có lẽ là mình sẽ xét ở trên H4 để xem chút nữa 8 giờ đóng cửa thì nó sẽ thế nào. Lý giải một chút tại sao DI lại giảm khi mà các số liệu đều khá là tốt và vàng lại tăng. Tại sao thì cái điều này hiện tại bây giờ mình tạm thời là chưa có lý giải được, nhưng mà mình cảm thấy rằng là với số liệu như ngày hôm nay, thì mọi thứ đã nằm trong dự báo, tức là mọi thứ đã nằm trong dự báo trừ cái việc là lượng đơn trợ cấp thất nghiệp thì là thấp hơn dự báo, là tốt hơn hẳn. Thế nhưng mà GDP nằm trong dự báo, có lẽ là nếu thế thì hiện tại bây giờ mình lý giải thì đây có lẽ là động thái chốt lời cho các vị thế bán trước đó, chốt lời cho vị thế bán trước đó. Đấy, nha các bạn. Mình tin rằng đây có thể là động thái chốt lời của các vị thế bán khi mà họ đã kỳ vọng là GDP đã đạt chỉ tiêu. Và GDP nếu dừng lại 1.4 và quý 4 năm 2023 thì là 3.2%. Ở đây chúng ta xem lại nha các bạn. Mình nhớ chỉ nhớ là hơn 3 chấm thôi. 3.4%. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp vào GDP quý quý 1 à quý 2 năm 2024 được công bố lần đầu tiên vào tháng 7. Mình nhớ không nhầm là ngày 30 tháng 7 cơ. Thế nên là vậy thì là trong tháng 7 tới mình vẫn sẽ tập trung vào những cái chỉ số như là chỉ số việc làm, non-farm đầu tháng này, chỉ số lạm phát. Nhưng mà mình lại kỳ vọng rất lớn vào chỉ số GDP của tháng 7. Tức là nếu như mà việc làm và lạm phát không ủng hộ cho đà tăng của USD thì khả năng là kỳ vọng vào GDP sẽ ủng hộ. Nhưng mà mình tin rằng đây là chỉ là động thái chốt lời của các vị thế đã mua USD trước đó thôi. Thế nên là nếu nó giảm xuống như thế này thì các cái vùng sau đây mình sẽ chú ý cho những cái vùng cầu như này, là mình sẽ chú ý cho các cái lệnh mua. Đấy, những vùng cầu như này là mình sẽ chú ý cho các lệnh mua. Thì bây giờ là các cái vùng hỗ trợ như này ấy, là mình sẽ tập trung cho lệnh mua, tín hiệu mua, chứ mình không tập trung cho tín hiệu bán. Tương tự như thế là với EU thì nhìn trên H4 ở đây sẽ là vùng nào ạ? Nhìn trên H4 sẽ là vùng này. Nhưng vùng này thì chúng ta thấy nó đã test một lần rồi, bây giờ mình sẽ ẩn cái mình sẽ đo lường bằng cái này nào. Vẫn là vùng này các bạn. Nếu vùng này mà bị phá thì khả năng tiếp theo sẽ là đây các bạn. Cái lượng giao dịch khá là nhiều nhưng mà mình thấy hơi khó đó, hơi khó. Một lần nữa là mình lại đặt niềm tin tiếp vào cái kháng cự này, là kháng cự khá là cứng. Rồi, GU thì sao? GU bây giờ mình cũng sẽ gì? Mình cũng sẽ đo lường tiếp. GU thì cao hơn. GU thì chúng ta sẽ có hai vùng. GU chúng ta có hai vùng để có thể là canh bán tiếp, một lại là một khoảng 1.267 đến 1.270. Nếu vùng này bị phá thì khu vực trên này một lần nữa sẽ đóng vai trò kháng cự. Tức là chúng ta thấy hai vùng cung sát nhau, hai vùng kháng cự sát nhau thì rất khó để có thể là phá qua. Tạm thời bây giờ niềm tin của mình đang là như vậy nhé, nên là mình vẫn sẽ không gì, mình sẽ không tập trung mua những cái tín hiệu mua EU, GU hay mua vàng, mình sẽ không tập trung. Đối với vàng một lần nữa mình kiểm tra lần nữa đi, đo lường cho chắc. Đấy, vùng này vẫn được tính nha các bạn. Lượng giao dịch trước đó rất là nhiều luôn. 2326, 2336 vùng kháng cự. Còn trên sẽ là vùng này. Đây là vùng này. Rồi, bây giờ chúng ta việc của mình là sẽ chờ phản ứng của giá ở các cái vùng đấy xem thế nào.
Và nếu như không có phản ứng của giá ở những vùng này, ok, thì lúc đấy chúng ta xét lại. Nhưng nếu ở đây có phản ứng hoặc ở đây có phản ứng thì mình sẽ không tiếc cái chuyện mà nó chạy lên trên này đâu. Thực ra lý do tại sao các bạn, bởi vì mình không đủ lý do để mình kết luận là mình có thể thấy được giá nó sẽ chạy lên trên này. Những bạn nào mà có đủ lý do để các bạn kết luận là giá nó sẽ chạy lên trên này, các bạn buy ở dưới này các bạn thắng, thì đấy hoàn toàn là đúng, không có gì sai. Và bởi vì mình không thấy, mình không đủ lý do, thế nên mình không vào. Thế nên ở đây là câu chuyện không phải là ai đúng ai sai, mà câu chuyện đó là ai bền, ai phù hợp, ai tìm ra được cái hệ thống phương pháp luận phù hợp để cho cái hệ thống giao dịch của mình nó vận hành theo. Đó, các bạn chú ý cái phần đấy nha. Mặc dù nên tăng như thế này nhìn vào thì rất là FOMO luôn, rất rất muốn mua đấy, nhìn nó rất là FOMO, rất muốn mua, nhưng mà mình đã bị nhiều lần nó đập cho vì cái tội là không, cái tội là không, gần như là không tuân thủ những cái gì mà mình thấy. Đôi khi những cái mình thấy là sai, giả sử như mình thấy rằng là nó lên trên đây có thể là nó sẽ giảm xuống, nhưng có thể nó sai nó đi thẳng luôn, nhưng mà thà là mình đã có cơ sở rồi, mình sai thì mình tìm cách sửa sai, còn hơn là mình không thấy nó lên mà mình lại mua đuổi theo đến khi mà nó sai thật, nó đi đúng như những gì mình kỳ vọng nhiều hơn ấy, thì lại toang, thì lại khó chịu. Đó, quan điểm của mình là vậy thôi. Tất nhiên là trading thì có lúc đúng có lúc sai, nhưng mình đánh giá số liệu hiện tại ngày hôm nay, số liệu này nó chỉ có tác dụng tâm lý trong ngắn hạn, không có tác dụng trong dài hạn. Và có lẽ điều này là đã được dự báo trước và nó đã phản ánh trước rồi, nó đã phản ánh trước rồi GDP như vậy. Vậy thì các vùng kháng cự phía trên của EU, GU sẽ là những vùng mình bán, và tương tự vàng cũng vậy. Hay nói đúng hơn là những cái vùng hỗ trợ phía dưới này của DXY thì sẽ là vùng để mình có những cái tín hiệu xuất hiện để mình có thể nhảy vào mình mua. Đó, chia sẻ với các bạn một chút như vậy nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.